Yến Nhi chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cà Phê Tech, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp trong công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Và như thường lệ, để mở đầu chương trình, mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục Cà Phê Điểm Tin. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao chính thức phát động cuộc thi DigiTrends EdTech 2022 với chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục. Cuộc thi nhận được sự chỉ đạo của Ban Quản lý khu công nghệ cao, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức, cùng với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính trị, xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp có chuyên môn về lĩnh vực ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội tại Việt Nam, nhằm tìm kiếm và phát huy những ý tưởng chuyển đổi số có tính thực tiễn cao trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, đồng thời tạo ra sân chơi đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đối tượng học sinh, sinh viên trên cả nước. Khi mà cộng đồng khởi nghiệp trong thời gian vừa qua có những cái bước khởi sắc, thì đây là một cái thời điểm khá là chín mùi để chúng ta triển khai những cái hoạt động về chuyển đổi số trong giáo dục. Hiện nay thì việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục mới chỉ bắt đầu ở mức độ là những cái platform về mặt quản lý học tập, thông tin thôi. Còn từ đó chuyển thành những cái giải pháp mà có thể ứng dụng trực tiếp trong lớp học, giúp giáo viên có thể là nắm được dữ liệu học tập của học sinh, rồi từ đó cá nhân hóa việc học của các em là hiện giờ còn đang thiếu cho Việt Nam. Gần đây, Huawei đã xác nhận sẽ giới thiệu dòng smartphone Huawei Mate 50 Series đến người dùng. Mặc dù đã ấn định ngày ra mắt, thế nhưng hiện tại các thông tin về Huawei Mate 50 Series vẫn còn là ẩn số. Theo nhiều dự đoán từ các chuyên trang công nghệ, dòng sản phẩm này sẽ có thể có 4 mẫu gồm Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro và Mate 50 RS Edition. Có khả năng, Huawei Mate 50 sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 888 SoC 4G. Phiên bản Mate 50e dự kiến sẽ được trang bị Qualcomm Snapdragon 778G SoC. Phiên bản Pro và Mate 50 RS Edition sẽ được sử dụng chipset Kirin 9000S. Dòng sản phẩm sắp tới được cho là sẽ chạy hệ điều hành Harmony OS 3.0 mới nhất của nhà Huawei. Các nhà khoa học máy tính tại DeepMind thuộc Google đã thông báo ra mắt Transformer, công nghệ có thể tạo ra đoạn video ngắn chỉ cần một bức ảnh. Theo đó, Transformer là một framework có cách hoạt động tương tự như Transformer, có thể sử dụng dữ liệu đầu vào là hình ảnh cùng các thông tin liên quan, bao gồm ngữ cảnh chú thích để tạo ra những đoạn video ngắn. Sau khi phân tích để lấy thông tin cần thiết, chúng ta sẽ được đoạn video quay 360 độ xung quanh tấm ảnh được cung cấp với bối cảnh có độ chính xác cao. Các nhà lập trình trò chơi điện tử 3D thông thường để tạo ra một màn chơi, họ phải thiết kế khung cảnh ở cả bốn hướng. Nhưng chỉ cần Transformer, nguyên liệu đầu vào, công sức, thời gian và chi phí sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, mới đây VNPT Technology thuộc tập đoàn VNPT đã chính thức cho ra mắt thiết bị Wi-Fi Mesh 6 đầu tiên tại Việt Nam. Wi-Fi Mesh 6 không chỉ là một thiết bị mà còn là một hệ sinh thái bao gồm các thiết bị Wi-Fi Mesh, Fiber Home Gateway, hệ thống quản lý Cloud, Mobile App, thường được sử dụng tại những nơi đông người như sân bay hay trung tâm thương mại. Ưu điểm của thiết bị này là cho phép triển khai một mạng Wi-Fi Mesh hợp nhất dễ dàng và nhanh chóng, tăng số lượng thiết bị kết nối, tích hợp công nghệ đa truy nhập, tốc độ tối đa có thể cao gấp từ 3 đến 4 lần so với Wi-Fi Mesh 5. Bên cạnh đó, các thiết bị Wi-Fi Mesh 6 có khả năng đâm xuyên, chống nhiễu tốt hơn so với các bộ phát Wi-Fi trên thị trường, phù hợp với các loại hình nhà tầng, nhà ống tại Việt Nam. Việc nước ta làm chủ cả về thiết kế phần cứng lẫn phần mềm của Wi-Fi Mesh 6 sẽ giúp người dùng an tâm hơn, được hỗ trợ tốt hơn về cập nhật phần mềm hay vấn đề bảo mật. Trước thềm mở bán chính thức, vừa qua Samsung đã phối hợp cùng Di Động Việt tổ chức sự kiện Tech Offline dành cho các tín đồ công nghệ, nhằm mang đến một không gian trải nghiệm cho những người dùng yêu thích dòng sản phẩm Galaxy J nói riêng và các sản phẩm nhà Samsung nói chung. Với sức hút từ siêu phẩm Z Fold 4, Z Flip 4 cùng dàn khách mời nổi tiếng, Di Động Việt đem đến rất nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn dành cho những khách mời tham dự và đặt mua sớm sản phẩm. Di Động Việt cho biết, lượng người dùng đặt trước Samsung Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4 tại Di Động Việt tăng hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm,
trong đó Galaxy Z Fold 4 chiếm 60%, Galaxy Z Flip 4 chiếm 40%. Sản phẩm Galaxy Z Fold 4 và Z Flip 4 năm nay có rất là nhiều cái đột phá về việc cải thiện cái chất lượng bản lề màn hình lên rất là cao. Và trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều khách hàng đã trải nghiệm thực tế tại cửa hàng Di Động Việt đã có những cái đánh giá rất là tích cực về sản phẩm. Mình đang rất là muốn được trải nghiệm với con Z Flip 4 và mình sẽ cân nhắc, mình sẽ mua nó vào trong những ngày sắp tới ra mắt tại Việt Nam mình. Thế Giới Di Động đã phối hợp cùng Oppo tổ chức sự kiện mở bán sớm dòng sản phẩm Oppo Reno 8 Series. Đây là lần đầu tiên Oppo tổ chức nhận máy sớm trước ngày mở bán. Sự kiện như một buổi tiệc tối với nhiều hoạt động thú vị dành cho khách hàng đặt trước. Tại sự kiện, tất cả khách hàng đặt trước đều được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Những khách hàng đầu tiên đã được trên tay dòng sản phẩm mới nhất của Oppo Reno 8 Series. Oppo Reno 8 Series là dòng sản phẩm nổi bật với thiết kế mặt lưng không bám vân tay, camera chân dung được nâng cấp và hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc, hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ mạnh với những chiếc điện thoại cùng phân khúc. Đối với sự đón nhận của người dùng thì Oppo cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì như mọi người thấy là đợt này Oppo có một cái giai đoạn đặt hàng nó ngắn hơn so với Reno 7 Series, nhưng mà số lượng cọc của chúng ta cũng tương đương. Có thể thấy được rằng là thị trường đang đón nhận sản phẩm Reno 8 rất là hào hứng và nhiệt tình. Trong đợt reorder vừa qua là Reno 8 đã đạt gần 20.000 đơn hàng. Để đạt được cái sự thành công này là Reno 8 đã có những cái cải thiện rất nhiều về tính năng sản phẩm, cũng như là cái giá có thể là ngang bằng với cái lại Series 7 là cái sản phẩm tiền nhiệm trước đây. Để làm được này là điện máy xanh và Thế Giới Động rất đánh giá cao cái sản phẩm này, mang lại những trải nghiệm cho người dùng, và hy vọng sắp tới là Oppo sẽ cho ra những sản phẩm có trải nghiệm thú vị khác.